Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Quang Hải tiết lộ hai thông tin đặc biệt khi mới gia nhập câu lạc bộ tại Pháp. Chuyện Quang Hải đầu quân cho câu lạc bộ Pháp là một trong những thông tin nóng được nhiều người hâm mộ bóng đá bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây. Người đại diện của cầu thủ Quang Hải là anh Nguyễn Đắc Văn tiết lộ hai điều đặc biệt liên quan đến thương vụ này. Hồi tháng 4 vừa qua, Quang Hải đã bất ngờ từ chối gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC để hiện thực hóa giấc mơ xuất ngoại lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thời gian qua, anh vẫn duy trì tập luyện, trau dồi ngoại ngữ và chuẩn bị hành trang để ra nước ngoài thi đấu. Những ngày này, Quang Hải đang có mặt ở Pháp. Anh cùng người đại diện Nguyễn Đắc Văn đăng ảnh tại thủ đô Paris làm dấy lên những thông tin sẽ đầu quân cho một đội bóng tại đây. Được biết, các bên đã thương thảo thành công và chỉ đợi kiểm tra y tế để chắc chắn 100%. Người đại diện Nguyễn Đắc Văn cũng hé lộ hai điều đặc biệt về thương vụ này. Đầu tiên, ông khẳng định đội bóng muốn có sự phục vụ của Quang Hải hoàn toàn vì lý do chuyên môn và bản hợp đồng sẽ kéo dài hơn một năm. Câu lạc bộ cần và muốn có Quang Hải vì mục đích chuyên môn chứ không có lý do nào khác. Hợp đồng chắc chắn sẽ dài hơn một năm. Cơ bản, quá trình đàm phán đã xong nhưng chúng tôi cần chờ Quang Hải làm thủ tục kiểm tra sức khỏe để chắc chắn 100%, ông Nguyễn Đắc Văn nói. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng dù có được ký hợp đồng, các đội bóng tại châu Âu chỉ chiêu mộ Quang Hải vì lý do thương mại. Đây là những thông tin sai sự thật và ảnh hưởng không nhỏ tới giá trị của tiền vệ sinh năm 1997. Thứ hai, việc lựa chọn bến đỗ mới hoàn toàn do Quang Hải nghiên cứu và quyết định. Anh tới châu Âu để đích thân tìm hiểu và đưa ra lựa chọn về đội bóng tiếp theo mà mình khoác áo, không thông qua môi giới hay lời khuyên của bất kỳ ai. Điều này cho thấy Quang Hải rất nghiêm túc và có trách nhiệm với chuyến xuất ngoại lần này. Thi đấu ở trời Âu thực sự là ước mơ của Quang Hải và anh đã và đang làm mọi thứ tốt nhất có thể cho ước mơ này. Ở đội bóng mới, Quang Hải tiếp tục được khoác áo số 19 yêu thích. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất háo hức với bến đỗ của Quang Hải và hy vọng ngôi sao này có thể tỏa sáng. Đua đòi đuổi kịp Việt Nam, Thái Lan cũng tìm huấn luyện viên người Hàn Quốc để nâng trình bóng đá của mình. Truyền thông xứ Chùa Vàng tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có kế hoạch sử dụng một huấn luyện viên người Hàn Quốc để rút ngắn khoảng cách với bóng đá Việt Nam. Bóng đá Đông Nam Á đang được xem như mảnh đất lành với các huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc. Sau thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam, càng có nhiều hơn những chiến lược gia người Hàn Quốc đến làm việc tại các đội tuyển ASEAN như Indonesia, Malaysia. Tới đây, Thái Lan có thể sẽ là đội tuyển tiếp theo. Theo đó, truyền thông xứ Chùa Vàng cho biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có kế hoạch sử dụng một huấn luyện viên người Hàn Quốc theo xu thế tại Đông Nam Á, đồng thời rút ngắn khoảng cách với bóng đá Việt Nam. Danh tính của nhà cầm quân này cũng đã được tiết lộ. Cụ thể, tờ Siam Sport mới đây đã có bài viết với tiêu đề "Huấn luyện viên người Hàn Quốc với đẳng cấp World Cup sẽ tới tiếp quản đội tuyển quốc gia Thái Lan". Trong bài, tác giả đề cập tới khả năng huấn luyện viên John Deokjeol, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Hàn Quốc, sẽ tới Thái Lan làm việc trong thời gian tới. Tờ báo này tiết lộ, mới đây, đại diện của Global Bright Korean là một công ty chuyên xuất khẩu các cầu thủ và huấn luyện viên Hàn Quốc tới thị trường Thái Lan đã tiết lộ rằng cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ Hàn Quốc John Deokjeol, người từng có kinh nghiệm dẫn dắt Hàn Quốc tham dự hai kỳ World Cup 2015 và 2019, đang rất muốn đến Thái Lan làm việc. Đại diện công ty này khẳng định rất sẵn sàng giới thiệu huấn luyện viên John Deokjeol tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan hoặc các câu lạc bộ tại Thái League quan tâm đến năng lực của chiến lược gia này. Huấn luyện viên John Deokjeol là người sở hữu những thành tích quá khứ rất ấn tượng khi từng hai lần dẫn dắt đội tuyển nữ Hàn Quốc đến World Cup vào các năm 2015-2019. Ngoài ra, nhà cầm quân 61 tuổi cũng từng dẫn dắt các đội bóng lớn tại K-League như Pohang Steelers, Gyeongnam và Chunnam Dragon, cũng đã từng làm trợ lý đội tuyển U17 và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Hiện tại, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Manopolking bị nghi ngờ năng lực
sau khi không giúp Thái Lan cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng FIFA sau đợt FIFA Day vừa qua. Điều này khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan cân nhắc bổ nhiệm huấn luyện viên John Deokjel vào ghế nóng. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm làm việc với đội tuyển bóng đá nữ, chiến lược gia người Hàn Quốc này cũng có thể trở thành tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Thái Lan trong mục tiêu đuổi kịp đội tuyển nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Thái Lan đang tìm mọi cách để đội nhà vượt mặt tuyển Việt Nam. Truyền thông Thái Lan cho rằng, ngay từ lúc này, bóng đá nước nhà phải làm cuộc cách mạng để có thể vượt mặt đội tuyển Việt Nam và khẳng định đẳng cấp ở đấu trường châu lục. Tờ báo Thái Rat vừa gây chú ý khi có bài viết với tiêu đề "Hãy thành thật để bày tỏ sự thất vọng về những kết quả không đúng như kỳ vọng của người hâm mộ với bóng đá xứ sở chùa vàng trong thời gian vừa qua". Tờ báo uy tín này của Thái Lan nhận định, đội tuyển quốc gia Thái Lan vừa hoàn thành mục tiêu ở hành trình vòng bảng Asian Cup, nhưng không thể nói đã thành công khi chúng ta thua quá dễ 0-2 trước Uzbekistan ở trận cuối. Còn U23 Thái Lan bị loại sớm tại vòng bảng U23 châu Á, ngậm ngùi nhìn U23 Việt Nam đi tiếp. Với lứa tuổi U23, tôi nghĩ người hâm mộ bóng đá không buồn lắm về kết quả bị loại. Nhưng với đội tuyển quốc gia, dù đã vượt qua vòng loại, song phải thành thật thừa nhận rằng phong độ thể hiện trong trận thua Uzbekistan rõ ràng đã chứng minh chúng ta thực sự chưa vượt qua được thử thách ở trình độ châu lục. Những hạn chế bạn đã thấy ở đội tuyển quốc gia trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, không có chút thay đổi gì cả. Đó là lý do tại sao tất cả những người hâm mộ thờ ơ với những kết quả vừa qua của thầy trò huấn luyện viên Manu Pongking và cả Madam Pang, dù người quản lý đội vẫn luôn tận tâm. Tiếp đó, tờ Thái Rat đã đưa ra một số đề xuất để bóng đá nước nhà khắc phục những tồn tại trong thời gian vừa qua mà người chịu trách nhiệm chính không ai khác chính là Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Thái Lan không thể đẩy hết gánh nặng trách nhiệm cho đội bóng của mình. Công việc của họ là phải quản lý đội tuyển quốc gia, giúp đội nhà có những màn trình diễn tốt. Đó phải là trách nhiệm trực tiếp của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Có nhiều tồn tại chúng ta đã biết từ lâu, nhưng không bao giờ giải quyết được nó. Bản thân Madam Pang có lẽ cũng đã biết những vấn đề như thế. Mặc dù bà đã rất cố gắng lấp lỗ hổng bằng mọi cách có thể, nhưng tất cả đều thất bại. Thái Rat kết luận lại rằng, bóng đá Thái Lan phải thay đổi từ bây giờ, phải làm cách mạng, tin tưởng vào lứa trẻ thì mới có thể bứt phá để thoát ra cảnh y ạch hiện tại. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cố gắng lấp lỗ rò rỉ bằng mọi cách có thể, nhưng đến lúc này tôi phải nói, chúng ta bắt đầu một cuộc cách mạng một cách nghiêm túc và bền vững. Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải trả lời được câu hỏi, bóng đá Thái Lan trong tương lai tốt hơn sẽ như thế nào và phải bắt tay vào làm ngay từ bây giờ. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể xây dựng được một đội tuyển mạnh cho tham vọng World Cup 2026. Châu Á đã được nâng lên 8 suất, nghĩa là sẽ có thêm 2 đến 3 suất. Điều đó có nghĩa, nếu không tăng tốc từ hôm nay, chúng ta sẽ không theo kịp. Hãy đôn những cầu thủ trẻ và tài năng nhất của U23 Thái Lan lên đội tuyển quốc gia càng nhiều càng tốt, chỉ giữ lại những cầu thủ cũ nếu thấy phù hợp. Hãy tìm cách để đạt thành tích tốt nhất ở hai giải đấu còn lại trong năm nay là King Cup và AF Cup. Không cứ nhất thiết là vô địch, nhưng chúng ta phải tạo nên một nền móng vững chắc. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là tạo ra đội tuyển quốc gia kỷ nguyên mới để gặt hái thành công trong tương lai.